Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Ba em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên, tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp mà dạ, tiểu học. Dạ, tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi. Cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ là dạ, tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, dạ cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á, tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á, thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à, đi học thể dục mà mang đôi giày cao 1 phút vậy nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ban đầu. Đi guốc cao gót mà nhoi đó là mỏi giò dữ lắm. Rồi sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà một chút, cho nên mới mang dép cao gót, ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm. Thấy ông này ông ẻo, ông yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Vậy đó. Tại em viết chữ không được đẹp, cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á, rồi cái ổng xung phong ổng viết. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy, có thấy ổng đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm, giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy đó, cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp về hình thức với nhau đúng không? Còn ông này thì thấy bà này nhoi, ông này thì thấy yếu ớt mà chữ đẹp ganh. Một chữ ganh bự thì là mình đúng không? Vậy thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua cậu? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển. Rồi ở trong em đánh, em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó, ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ dạ. Cổ vũ đâu la mắng. Bữa đó có đi guốc cao không? Dạ bữa đó biết rồi, không có đi guốc cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn. Rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Nhưng em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình rồi. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái ổng rủ đi coi, rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ em la làm sao đâu? Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên. Em la cổ động viên, còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ, em la không được thì em hú lên vậy đó. Thương ơi cố lên, Thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5 dạ. Trời ơi dễ thương mà em đã có cảm tình rồi. Dạ. Cho nên chắc chắn là đi chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng thẳng không? Dạ không, tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có 1 tiếng mấy, 2 tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay 105 lần, tiếng rưỡi. Mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi à. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi nó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái đâm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ con. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa, cho nên là Mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á, thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau, chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, à cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền. Mẹ lùi cùi mẹ đi đổ một... còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi đánh bóng chuyền để xả stress. Còn mẹ thì vừa chăm cháu vừa làm việc nhà này nọ, cho nên mẹ cũng stress. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ồ, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn, rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ, cuối cùng mới được 2 tiếng. Kết thúc đó, cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc ấy cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á. Nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ rồi. Mẹ thương chồng hơn thương em, đúng không? Dạ. Đó, như con ruột vậy đó. Nhau á là nhiều khi mẹ binh chồng hơn, không có binh em. Vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó. Cứ lại à mẹ lại ôm mẹ, nhõng nhẽo, nói đeo theo, chừng nào mẹ hết giận thôi. Cũng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như... Trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á. Kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Bé thương quá vậy. Mẹ em là bé Tuyết. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên mẹ... Không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ là một cái bé Tuyết. Dạ. Giận con. Dạ, đúng rồi. Ở nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm 2 đứa cháu nữa. Mà công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu, và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Con yêu bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết lắm. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi, cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ cũng có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ vậy hả? Ghiền tới mức như vậy. Đam mê quá rồi. Dạ. Thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại. Ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con vài ngày được không? Dạ lúc lại thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Rồi giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ con ngồi đó đó, hỏi sao không ngủ vậy, nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy? Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận. Cái lần thứ hai thì em bớt rồi, cái em giả bộ giận, năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, rồi em phải đi năn nỉ lại. Cái đó do em lầy quá, người ta lầy quá. Không mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em cũng phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ, vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên em nói chị vậy? Như cái đó bà vợ nào cũng thích hiểu cũng cái tật đó như sao. Bà vợ nào cũng có tật đó chứ. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi, tự nhiên tả chị Dân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Chị em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị là mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đúng không? Dạ đúng. Đó biết ngay mà. Chị không phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt, cũng không bớt, đúng không? Bây giờ cứ giận phong long vậy đó. Suy nghĩ đúng. Sao mình không bằng trái banh vậy? Đúng không? Rồi bây giờ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ, mà nhận cái mặt chù ụ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. Còn cái tật mà mê tiền á thì thôi cứ để đi, để em có chiêu mà em giải hòa. Chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Thì em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Để mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời, vậy luôn á mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu nữa thôi, là cái chuyện bóng chuyền với lại cái chuyện mà hay giận phong long vô cớ, đúng không? Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. Em bớt cái này kia nó bớt tiền chắc chắn luôn. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó ngộ, nó tỷ lệ thuận đó. Thay đổi chút xíu nghe. Rồi chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này nha. Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Ồ, hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi đó, chồng quá là dễ thương. Trời ơi, còn đứng lên em nhận tiền. Cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi, chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Ôi dễ thương quá à. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Cảm động.